Đây mình có cái chiêu chụp ảnh đấy mà các bạn ơi. Hello, xin chào anh chị và các bạn đã đến với kênh Trà Đà Chém Gió. Hôm nay Trà Đà Chém Gió sẽ đi review một điểm du lịch rất là gần Hà Nội và nằm trong nội thành. Đây là khu vực đường ra bãi đá sông Hồng. Nhưng mà mình sẽ không đi ra bãi đá mà mình đi ra khu vực điểm du lịch mới là vườn táo cổ các bạn nhé. Bây giờ Trà Đà sẽ nói sẽ đưa anh chị em các bạn đi một vòng khu vực vui chơi của vườn táo cổ các bạn nhé. Đây, anh chị Tây kia cũng đã bắt đầu chỗ rẽ đấy, rẽ bắt đầu. Đây là một đường đi ra bãi đá sông Hồng này, đi thẳng cái nào bãi đá sông Hồng này, đấy cái thẳng bãi đá sông Hồng nhé, bắt đầu rẽ đây này, đây là ra Chiêu Garden này, đây Chiêu Garden vườn đảo cổ các bạn nè, ngõ đây là ngõ 264 Âu Cơ Tây Hồ Hà Nội, địa điểm là 68 ngõ 264 Âu Cơ Tây Hồ Hà Nội. Điện thoại là 0978380007. Đấy. Đường vào dẫn vào đây. Lối vào vườn táo cổ 600m, à 60m các bạn. Đấy, bây giờ mình rẽ trái vào nhá. Đi thẳng là phải ra vườn đá bãi đá sông Hồng đây, còn đi rẽ tay trái là vào vườn táo cổ. Trong đấy có cái điểm vui chơi giải trí, điểm du lịch check in check out. Mình lại tiếp tục rẽ phải này, theo mũi tên này. Đã bắt đầu dần dần tới gần khu vực vui chơi các bạn ạ. Đây mình đi nhanh nhanh một chút để đuổi kịp anh chị ở Tây. Anh chị Tây cũng vào trong khu vực vui chơi đấy. Đoạn đường xuống cái khu vực cạnh gần gần khu vực vui chơi này nó hơi khó đi. Không qua cầu các bạn nhé, cấm ô tô qua cầu là chiếc xe máy qua. Đây kia là cổng chính của Chiêu Garden này. Còn đây là đường này, đường lên của xe máy này. Bây giờ mình sẽ lên cái đường lên của xe máy này. Đó, ô tô không được lên nhé các bạn nhé, ô tô không được vào, ô tô để ngoài bãi các bạn. Đây mình vào đây thì mình sẽ để xe đây. Xe ở đây sẽ không bị mất phí các bạn ạ. Chỗ này rất là mát, cây cối tùm rất là mát mỏi. Đây, khu vực chơi
bạn chơi. Giờ này là giờ buổi trưa, mình đến lúc 1 giờ thì rất là vắng. Mình có hỏi mấy chị bảo là đầu khoảng tầm 4 giờ và 4 giờ đổ từ ra bắt đầu về tối, về đêm thì rất là đông người. Đấy. Mình đến vào cái tầm trưa cho nên là khách cũng vắng này, có một số khách đi sớm thì làm nghỉ này. Đây là cổng phụ, đường phụ các bạn. Đây. Mình sẽ đi một vòng trước các bạn để xem là trong khu này nó đẹp đến mức độ nào. Thì đây là khu vực người để cho khách ngồi nghỉ, ngồi ăn uống. Chứa được khoảng tầm 10 người. Đồ to đằng kia thì cũng khoảng được 20 người. Ở đây chủ quán cũng đã set up những cái vị trí, set up những cái khu vực ăn uống của khu vực quán. Khu vực quán xung quanh quán ăn các bạn. Các bạn đi đông người đến đây ngồi ăn, ngồi check in, check out, chụp ảnh chụp hình quá đẹp luôn. Ở đây là một cái điểm mà thu hút các bạn trẻ trong thời gian tới này. Này các bạn nhìn đẹp không? Mình đến đây trong khi lúc tầm trưa trưa là vắng vắng này. Đây, đây mới là chỗ sống ảo của các bạn trẻ. Đây, có cái view tuyệt vời chưa? Đấy, view này thì quá đẹp luôn. View này là view nhìn ra sông Hồng các bạn nhé. Đấy, bên kia là một bãi bồi. Đi xa xa thôi, cái xung xanh cây là một bãi bồi. Đây thì là buổi tối có cả là ca nhạc là sao đèn sân khấu như thế này là sân khấu luôn không? Đồng hành cùng với mình hôm nay là có hai bạn, một bạn nữ lớn và bạn nữ nhỏ. Đấy. Bức tượng của bức phù điêu rất là đẹp các bạn. Mình kết cái chiêu này có các bạn ạ, chiếc cái view này đẹp không? Điểm
du lịch vui chơi vào cuối tuần rất là đẹp các bạn ạ. Đây là cái nhà nổi này. Đây. Đây đường xuống khu vực nhà nổi các bạn nhé. Chắc người ta muốn kiểu như là du lịch trên sông đấy, thì chắc là xuống đây xong rồi là đi có view đéo các bạn ơi. Bên kia là cầu Nhật Tân các bạn. Trước mặt các bạn kia là xa xa là cầu Nhật Tân. Và nhà bên kia là tòa nhà bên Đông Anh các bạn. Qua cầu Nhật Tân xuống bên kia là Đông Anh, cái này là Hà Nội. Có view tuyệt vời các bạn. Chỗ này thì để ngồi cà phê này, ngắm sông các bạn ạ. Đây cái dãy ghế, cái ghế dãy bàn kẻ kẻ. Đây. Ngồi cà phê thì đúng là tuyệt vời luôn. In chụp hình đẹp không các bạn ơi. Đây đây là đây là người đấy các bạn. Đấy, bạn nào mà thích mạo hiểm thì các bạn ra đây các bạn chụp đây này. Đấy bên kia là một cái đường xuống cầu để chụp hình các bạn, chụp ảnh. Quá đẹp luôn. Đây có một chị Tây Anh Việt. Đây mà check out, check in chụp hình thì đúng là hết được chấm luôn. Đẹp không? Những cái con tàu, những cái con thuyền, những cái phà, những cái xà lan cát đá sỏi từ trên thượng nguồn bắt đầu buổi chiều bắt đầu về các bạn ạ, về xuôi trên Lào Cai, Yên Bái bắt đầu xuôi về Phủ Lý, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định này. Các bạn này. Đấy. Đẹp không? Đây là từ ngoài nhìn vào, từ ngoài nhỉ? Sông nhìn vào các bạn này. Buổi tối chắc là đẹp lắm các bạn ạ. Vì mình đến lúc này đang là tầm 2 giờ chiều. Hy vọng là ở đây đến tầm tối để được thưởng thức vẻ đẹp tự nhiên của khu vực Chiu Garden các bạn ạ.